Chào mừng các bạn đến với THOL Gym quận 12 tại địa chỉ 535 Lê Văn Khương, để cùng với Duy Nguyễn và một em học viên THOL Academy chia sẻ đến các bạn cái buổi tập mắt, OT, ngực, bụng trên những thiết bị của quận 12 nha các bạn. Mỗi quận, mỗi chi nhánh, Duy Nguyễn sẽ có cách tập Park OT khác nhau. Do đó các bạn sẽ thấy ủa sao Duy Nguyễn tập Park OT bà này bà kia. Và đây là em Kha Nguyễn nha các bạn. Em Kha Nguyễn mặc dù học viên nhưng mà được cái độ đẹp trai có thừa, còn cơ hơi thiếu một chút. Nhưng mà cho dù cơ thiếu cơ dư gì đi chăng nữa, đi vô trong đây là Duy Nguyễn dạy kỹ lắm, train kỹ lắm. Và hôm nay chính bản thân Duy Nguyễn đó sẽ cho bạn này đỡ tạ mắt OT nha các bạn. Đỡ tạ mắt OT muốn học là phải tốn cả tháng, không phải giỡn. Đầu tiên đó là khởi động căn cơ. Bữa nay có một khái niệm mới là khởi động căn cơ, không phải là khởi động lồng ngực, khởi động tạ. Ok, mỗi ngày học chút. Đây, để khởi động căn cơ, giữ cái vị trí này nè đó, để cho mấy cái khớp nó ok hết, hiểu không? Này thì kỹ mới nha, đó là chưa chỉ luôn á. Rồi để đây, không có chạm ngực, để đây. Rồi nghĩ về cuộc đời, nghĩ về tai hát lọt chim, nghĩ về làm sao để kiếm tiền mua súp BBT. Ví dụ như bạn đại để về chừng phút đi ha, như về phim nhiên để lâu tại vì nó hao phim, xong rồi đẩy lên, rồi xong rồi đẩy giữ tiếp đó chừng 30 giây hay gì đó, ok đúng không? Rồi lên tạ em. Sáu rep yên tâm đi, này nó PT cho mình nha, đúng không? Chút mà nó xét tạ đúng hay sai là mình đam tới cái cuối các bạn. Oh no, này là video là vừa dạy vừa học nha các bạn. Hôi ba 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 ba. Ok, PT là phải biết truyền lửa cho khách hàng, đúng không? PT là phải biết kiểm soát lỗi lầm khách hàng, và PT phải mang tới buổi tập hiệu quả cho khách hàng. Cái đó người ta mới muốn PT chứ. Rồi bảy một em đếm luôn hả? Hai ba ba. Ok, rồi lên tiếp đi, chưa xong khởi động rồi đó. Hai ba. Ok rồi, ok anh có nhận xét gì PT? PT nãy giờ hỗ trợ sao bé? Mắt OT khởi động mà nó sai nó không có vô được. Tại vì sao? Tại vì triết lý của mắt OT á là cái cuối cùng nó phải gần như là cái tập. Mà bình thường anh tập nhiêu mày coi thường anh quá à, đúng không? Nó coi thường anh quá mấy em, đúng không? Tức là nãy PT là gì? Là một cái gì đó set up cho khách hàng nào tập theo. Mẹ PT bị set up tao vậy chút xem tao đẩy. Nên nói chung á là anh nói rồi, video này vừa dạy vừa học, nên cái bữa khởi động này đó là MBT hướng dẫn sai về triết lý mắt OT. Tức là khi mà các MBT set up cho khách hàng bằng một cái giáo án nào đó thì nó phải tuân thủ theo quy trình của giáo án đó và cái triết lý của giáo án đó. Ok, khởi động làm quen cái đường tạ thì cái cuối cùng nó phải là đầy gần như anh tập. Hai ba hai cái cuối nè, lên
Đó, BT khách chỉ cần đẩy lên thôi, còn BT mà lái sao lái chuyện của BT nha các bạn. Nha. Không đổi hết, nặng quá. Vô sao? Khỏe không anh? Không khỏe. Không khỏe. Lên 10kg nữa đi. 1 2 3 2 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
ok. Anh đang minh họa cho mày, tao fail bà đó, mày xét mày. Đó. Ví dụ như em gặp bằng cách không nổi, em phải cứu nó liền. Chứ nó đâu có mở mỏ, nó nói chuyện được với anh đâu ba. Mẹ, lên. Rồi. Mẹ, sao mày lại vất vả vậy? Nào. Một. Mẹ. 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 Cả nữa. Một. Mẹ. Lên. Đúng rồi, cái cú nè. Lên, 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 lên. Bà ơi, cây nó bị cong ông ơi. Mẹ, lên. Trời ơi. Mày. Hai. Mẹ. Mẹ. Lên. Hai cái nữa. Mẹ. Lên, lên, lên. Sao vậy? Má ơi, nó ác. Được. À, các bạn thấy thằng VT với tụi nhoi đó mà. Nãy tôi đẩy không biết nhiêu nó lòi lưỡi rồi. Cái thứ sáu là cái sao trăng nó hiện hồn rồi đó. Mà nó giờ nó còn coi lên tạ nữa. Mà bạn nhìn cục tạ nó lên kìa. Cục 2,5 kg. Cái mình hỏi nó sao mày nhoi vậy? Nó nói vậy, em làm VT em phải tỏ chứng tỏ em có tâm nên mốt anh mới ra hợp đồng. Mà cũng may cho mày chỉ có THOL có tạ 2,5 kg cho mày lên thôi con. Mình vừa tập vừa dạy mình la cũng hụt hơi luôn. Mẹ lên. Rồi. Mẹ. Rồi. Mẹ. Cả nữa. Nó ơi. Lên. Đó. Tao không hỏi cái nữa thôi, tao lên đẹp. Tao hỏi cái nữa thôi, cái tao hơi đuối. Nhưng mà không sao, con bị tê đó mà vậy không tạ đè thấy bà nữa bạn. 700 ngàn buổi có giá của nó. Hai. Hai. Lên. Bia. Bia. Lên. Bia. Đúng rồi. Bia. Bia. Hai cả nữa. Năm. Lên 5 kg bên đi. Một. Rồi. Lên. Một lên. Cái cuối cùng nè. Lên. Bà ơi. Nặng mày. Rồi đỡ rồi sao? Thì em lấy ra cho bạn luôn. Mày lấy vậy rồi mày Covid chết mẹ tao. Này sao ta? Rồi vô. Rồi. Sao nổi? Rồi. Rồi ok. Mà sao nữa? Mày VT hay mày giết người?
Hả? Người ta tập đã, lấy ra không nổi rồi. Tập 10 cái đó còn 3 cái nữa. Mày PT hay mày giết người mày? Mắc OT không có tập bài này cha ơi. Tôi thử trình PT thôi. Mà làm tôi hồi hộp quá. Bác giảm bụng. Không. Hai cái nữa. 10. Đó. Bảy. Tám. Chín. Cái nữa. Nhiều ký à? 45 ký à? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 học viên của học viện THO Đào Cao Nguyên Khang Viễn được
phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.